Kính chào quý vị và các bạn. iOS 9 chính là nâng cấp đáng giá nhất mà Apple đã trang bị cho iPad mini thế hệ mới của mình. Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple, mọi sự tập trung của giới công nghệ đã đổ dồn về bộ đôi iPhone 6s và 6s Plus cũng như iPad Pro mà quên mất sự xuất hiện chớp nhoáng của iPad mini 4. iPad mini 4 với cấu hình RAM 2GB, chip Apple A8, 1.5GHz. Cùng với việc iOS 9 được phát hành chính thức, những chuyên gia công nghệ đã nhanh chóng trên tay chiếc iPad mini 4 chạy trên phiên bản iOS mới nhất của Apple. Với dòng sản phẩm iPad, điểm thú vị nhất mà iOS 9 mang lại là tính năng chia đôi màn hình. Tuy nhiên, Apple chỉ cho phép một số thiết bị có thể sử dụng đầy đủ khả năng đa nhiệm này. iPad mini 4 là một trong số đó. Bên cạnh iPad Air 2 và iPad Pro, điểm mạnh của iPad mini thế hệ thứ 4 là mức giá hợp lý hơn rất nhiều. So với phiên bản tiền nhiệm iPad mini 3, Apple đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi, tập trung chủ yếu vào cấu hình phần cứng của chip Apple A8 1.5GHz giống như trên iPhone 6, 6 Plus nhưng ép zoom nhẹ 2GB và nâng độ phân giải camera lên 8MP. Bên cạnh đó, màn hình Retina kích thước 7,9 inch, độ phân giải 2048x1536px, mật độ điểm ảnh lên đến 326ppi cho hình ảnh hiển thị sống động và sắc nét hơn. iPad mini 4 cũng mỏng, nhẹ hơn thế hệ cũ rất nhiều, khiến chúng ta liên tưởng đến một chiếc iPad Air 2 thu nhỏ. Trải nghiệm đầu tiên mà iPad mini 4 chạy iOS 9 là cảm giác thoải mái khi sử dụng. Do màn hình có kích thước nhỏ hơn nên người dùng sẽ có ít không gian hơn khi sử dụng ở chế độ chia đôi màn hình. Tuy nhiên, không gian này vẫn đáp ứng thoải mái những công việc cơ bản như lướt web, check mail hay online Facebook. Dung lượng RAM được nâng cấp lên 2GB cũng cải thiện đáng kể. Khả năng đa nhiệm của máy cũng như chiến tốt các tựa game yêu cầu cấu hình nặng. Nói tóm lại, iOS 9 là sự nâng cấp đáng giá nhất mà Apple đã trang bị cho iPad mini thế hệ mới của mình. Không có quá nhiều sự thay đổi so với iOS 8, nhưng phiên bản iOS mới dùng những tính năng hấp dẫn sẽ mang lại cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời cho công nghệ cũng như giải trí. Nếu bạn có nhu cầu sở hữu một chiếc tablet nhỏ gọn nhưng vẫn phải mạnh mẽ, chạy đa nhiệm tốt, chắc hẳn iPad mini 4 sẽ là một lựa chọn hoàn hảo nhất tại thời điểm hiện tại.